giới thiệu với mọi người, đây là chè rừng, chè từ cây trà rừng có độ tuổi trên 1.000 năm tuổi, núi Tây Cung Lĩnh, tỉnh Hà Giang. Loại trà này có hai loại nha các bác nha, loại cận đỏ và loại cận trắng, kiểu như thế này. Loại búp đỏ, loại búp trắng, tuy nhiên cả hai cái thì đều rất là ngon. Cái này thì em tối ngày hôm nay em gom được 150 cân chè rừng từ cây trà trên 1.000 năm tuổi này, sẽ sản xuất hồng trà chính sơn tiểu trùng, tức là cái kỹ thuật sản xuất chính sơn tiểu trùng ở Phúc Kiến, Trung Quốc, và cái kỹ thuật sản xuất trà Kim Tuấn My cũng ở Phúc Kiến, Trung Quốc nha mọi người, cũng ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Nguyên liệu thì từ cây trà rừng trên 1.000 năm tuổi này. Dự kiến là cái loại trà này thì khi làm ra thì có cái mùi thơm hương hoa quả chín, hương mật ngọt, thơm rất đậm như các bác nha, thơm đậm, hương hoa quả chín, hương mật ngọt, và cái vị ngọt của trà thì rất là đậm, ngọt sâu, vị ngọt kéo dài, và vị trà rất là dày vị, cảm giác là vị rất là ngậy như các bác. Trà rừng.